Trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với nội dung. Thưa quý vị, hôm trước tôi có kể cho quý vị câu chuyện ông Tổng thống Recep Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ vào giờ chót trong cái cuộc họp tại NATO. Ông đã quay xe và đồng ý để cho Thụy Điển vào NATO. Sự việc này nó gây chấn động không những trong khối NATO mà có thể nói là bên Nga và cả Trung Quốc luôn. Và ngày hôm nay tôi muốn nói quý vị, kể câu chuyện quý vị nghe tại sao cái ông Erdogan này ông lại quay xe như thế. Và đây có phải là một cái gọi là cú tát rất mạnh của NATO với ông Putin? Bởi vì chúng ta biết là ông Putin, một trong lý do mà ông xâm lăng Ukraine thì ông nói rằng là bởi vì ông không muốn NATO mở mang bờ cõi, sát nách của ông. Nhưng cuối cùng bây giờ là gì? NATO nó rộng lớn hơn ra. Đó. Thì trước hết chúng ta phải xét về cái ông Erdogan này. Ông này đó, ông nổi tiếng là cái người mà coi như là một con ngựa bất kham. Một cái người mà gọi là gì? Luôn luôn đòi hỏi những cái quyền lợi cho cá nhân ông, là một tổng thống được coi là độc tài, mạnh tay, nặng tay với nghĩa là phong trào đòi hỏi nhân quyền ở bên Thổ Nhĩ Kỳ. Ông luôn luôn đòi hỏi những cái gì tốt cho ông hoặc là cho Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi đến một lúc đó đòi không được thì thôi. À, chẳng hạn trong vấn đề Thụy Điển, người ta thấy rõ ràng là vào cái ngày trước cái ngày mà ông quay xe, là cái ngày mà thứ hai, mùng 10 tháng 7 vừa qua, thì trước đó vào ngày Chủ nhật 9 tháng 7, ông Joe Biden, Tổng thống Mỹ, đã gọi điện thoại nói chuyện với ông. Thì theo ông Jed Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden kể lại, thì ông Biden nói với ông Erdogan là phải cho Thụy Điển vô NATO càng sớm càng tốt. À, thì sau đó ông đòi là vào Liên Âu, nhưng cuối cùng ông bảo thôi, cũng cho Thụy Điển vào. Thì qua đó cho thấy rằng là gì? Thứ nhất, ông thấy rằng cái đòi hỏi mà vào Liên Âu của ông nó quá đáng, và coi như có vẻ như là các quốc gia ở trong khối Liên Âu không chịu, thôi ông bỏ. Nhưng mà ông bỏ như vậy mà không hẳn là bỏ, ít nhất ông đã nêu được vấn đề đó trong cái chuyện mà Thổ Nhĩ Kỳ đòi vào Liên Âu. Và ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký NATO, ủng hộ cái chuyện này. Và ông Biden trong chốn riêng tư nói chuyện chắc chắn phải bảo đảm một chuyện gì đó. Nếu không phải chuyện Liên Âu thì cũng phải là chuyện bán vũ khí mà trước tôi kể quý vị. Thì ông Erdogan nó mới đổi ý và đồng ý như thế. Thì coi như là bây giờ chờ đợi. Nhưng mà cái ông Erdogan này nè, quý vị để ý, khi mà cuộc chiến ở tại Ukraine nổ ra, ông cũng chỉ trích, lên án ông Putin là xâm lăng Ukraine. Ông thường nói với mọi người ông là bạn thân của ông Putin. Nhưng mà khi ông Putin xâm lăng Ukraine là ông lên án liền, cho thấy là ông này luôn luôn đi hai hàng. Nhưng mà khi các nước phương Tây và NATO cũng như Liên Âu cấm vận Nga thì ông lại không cấm vận. Mặc dù ông là thành viên của NATO, ông không cấm vận. Ông tiếp tục mua dầu hỏa giá rẻ và mua những thứ khác của Nga, ngũ cốc của Nga, hả, để mà hưởng lợi. Nhưng bây giờ ông bắt đầu thấy rằng là gì? Tình trạng của ông Putin ngày càng yếu, cái thế của ông Putin yếu. Thì ông không ngu dại gì, ông đổ hết trứng qua cái rổ Nga, mà ông phải lấy bớt trứng ra đổ qua cái rổ Liên Âu, đổ qua cái rổ NATO. Thì coi như là ông quay xe, không phải chỉ chuyện Thụy Điển không, mà trong chính sách ngoại giao của ông nữa. Tại sao tôi nói cái điều này? Ông thấy rằng càng ngày Nga càng lún sâu vào cuộc chiến ở Ukraine. Và đặc biệt vào ngày 24 tháng 6 vừa qua, khi cái nhóm Wagner, cái nhóm mà đánh thuê nổi loạn, tiến về Moscow, có thể đã lật đổ chính quyền rồi. Cuối cùng nhờ ông Lukashenko, Tổng thống Belarus, mới quay lại. Thì nó cho thấy cái thế yếu của ông Putin.
Mà khi ông Putin yếu rồi đó, thì ông Erdogan không dựa vào Putin nữa. Trước đó, ông dựa vào Putin, làm cho cả khối NATO rất là khó chịu. Bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO, mà lại là quốc gia duy nhất chơi thân với lại Nga. Trên màn hình quý vị thấy đó, ông đi gặp ông Putin. Đó. Trong khi là các lãnh đạo khác bên phương Tây đâu ai gặp Putin làm gì. Ông này cũng đi hai hàng. Rồi quý vị nên nhớ là gì? Khi mà cuộc chiến Ukraine xảy ra, Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò rất quan trọng là nhờ có cái eo biển Bosphorus ở ngay thành phố Istanbul. Đây trên màn hình quý vị thấy cái cầu đó, nó bắt từ bên châu Âu qua châu Á. Đây là một chiếc tàu ngầm của Nga đi ở trong biển Hắc Hải ra Địa Trung Hải, phải có sự đồng ý của thủy điện của Thổ Nhĩ Kỳ. Và Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu cái eo biển này từ Hắc Hải ra Địa Trung Hải, cho nên họ có quyền một tháng một năm cho bao nhiêu chiếc tàu của Nga ra vô. Chính vì vậy ông Thổ Nhĩ Kỳ mới gây áp lực được với ông Nga để đạt một cái thỏa thuận tiếp tục để cho Ukraine xuất cảng ngũ cốc ra bên ngoài. Và cái thỏa thuận đó do ông Antony Guterres, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, phối hợp với ông Erdogan, phối hợp với ông Putin và phối hợp với ông Zelensky, Tổng thống của Ukraine, và bốn người đã đạt cái thỏa thuận đó. Nhưng mà dần dần ông thấy là gì? Không được. Rồi cái gì nữa? Tình trạng, thưa quý vị, lạm phát tăng, nhất là ông cần tiền, cần đầu tư sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bị một vụ động đất rất là nặng. Mà bây giờ ông quay lưng với phương Tây thì ông sẽ không được cái gì hết. Quay mặt với Nga cũng không được gì luôn. Hoặc nếu được, được không có nhiều, chỉ mua được cái gọi là dầu hỏa giá rẻ thôi, nhưng mà không có đầu tư kinh tế. Làm sao có thể vực dậy cái nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ lên được, một đất nước 85 triệu dân. Thành ra ông thấy rằng là chơi với Nga như vậy là đủ rồi, không chơi nữa, tôi qua phương Tây tôi chơi. Thành ra khi mà ông đòi là không ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan vào khối NATO là ông ra giá. Ra giá mình thật cao với cái cớ là hai nước này gọi là gì? Chứa chấp thành phần mà người cực mà ông cho là khủng bố. Thì sau đó Phần Lan đồng ý gia tăng cái chuyện đó, kiểm soát thành phần mà ông Erdogan gọi là khủng bố. Thì ông Erdogan đồng ý không cản Phần Lan. Và tháng 4 Phần Lan đã trở thành thành viên thứ 31 của NATO. Đến Thụy Điển ông cũng đòi vậy luôn. Và các nước khác cần Thụy Điển vào để bao vây luôn cái vùng biển Baltic, chỗ mà Saint Petersburg của Nga với là Kaliningrad của Nga đi ra ngoài biển. Thành ra họ thuyết phục ông Thụy Điển. Thụy Điển đồng ý và Thụy Điển đã sửa đổi hiến pháp của mình để có thể trục xuất và dẫn độ một số người mà bị Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo là khủng bố. Và Thụy Điển đã làm điều đó. Điểm thứ hai là gì? Tại Lithuania vừa rồi, Thụy Điển cũng ký với lại Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác phát triển kinh tế, tức là Thụy Điển sẽ hỗ trợ nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù Thụy Điển chỉ có mấy triệu dân nhưng mà họ là nước giàu, một trong những nước có cái thu nhập theo tính theo đầu người cao nhất thế giới. Thì coi như ông Erdogan ông hưởng, ông vừa chặn được tình trạng mà gọi là ông cho là khủng bố người cực, người Thổ Nhĩ Kỳ người cực không ưa nhau. Ông lấy lòng, ông đốn tim dân trong nước. Thứ hai là ông bảo đảm được vấn đề kinh tế. Xong rồi. Còn gì nữa làm cho ông Erdogan quay xe, bỏ rơi ông Putin mà đi qua với phương Tây? Và ông đã làm những cái gì? Tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Cảm
ơn quý vị như màn hình của Đài Truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang nói về câu chuyện ông Tổng thống Recep Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ bỏ rơi ông Putin và quay xe sang phương Tây, bởi vì ông không thể nào dựa vào ông Putin được nữa khi mà ông Putin yếu, yếu và yếu. Thì đối với Thụy Điển, ông đã đạt được các thỏa thuận đó, trợ giúp kinh tế và chống khủng bố theo ý ông muốn. Về phía Mỹ, ông cũng đạt được một số cái quyền lợi. Ví dụ, trong cuộc điện đàm vào tối Chủ nhật 9 tháng 7, ông Biden ủng hộ chuyện là Mỹ bán F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đang rất cần F-16 để hiện đại hóa quân đội của họ và để chống cái sự xâm lăng có thể có của Nga, của Georgia, của Armenia, của Iran, của Iraq, của Syria, là những nước xung quanh Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ lớn, rộng lớn, mấy nước xung quanh cần mua F-16. Thì hiện nay chỉ có một số vị thượng nghị sĩ ở trong cái Ủy ban Ngoại giao Thượng viện là chống chuyện này, là bởi vì họ nói là Thổ Nhĩ Kỳ nếu không để cho Thụy Điển vào thì họ không bán vũ khí. Thì bây giờ chuyện này xong rồi, nhưng còn một cái nữa là họ nói rằng là Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn vi phạm nhân quyền, tức là dưới triều đại ông Erdogan. Và cái người mà bây giờ duy nhất còn trở ngại đó là ông thượng nghị sĩ Bob Menendez của tiểu bang New Jersey. Ông là chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Thượng viện. Nhưng mà ông Erdogan, ông tin là ông Biden sẽ thuyết phục được ông này, bởi vì ông Biden cũng từng ngồi trong Ủy ban Ngoại giao Thượng viện trong nhiều năm, thậm chí làm chủ tịch ủy ban này luôn. Chính vì vậy mà ông mới quay xe để cho Thụy Điển vào. Và ông còn rất là mừng rỡ nữa. À, trong cái cuộc họp bên lề, ông với lại ông Biden, ông còn hớ miệng hay là cố tình không biết xen vào tình hình nội bộ bầu cử nước Mỹ luôn. Ông còn chúc ông Biden là the best luck trong cuộc bầu cử sắp tới, tức là ủng hộ Biden thôi chứ nữa. Và ông còn nói là tôi hy vọng sẽ làm việc với ông trong thời gian tới, bởi vì ông vừa mới thắng cử vào tháng 5 vừa rồi. Ông còn ở cái 5 năm đó là ông hết nhiệm kỳ của ông, ông không được ra tái tranh cử nữa, trừ khi ông đổi hiến pháp. Rồi ông Biden mới nói lại, tôi rất cảm ơn ông và tôi cũng hy vọng được làm việc với ông trong thời gian tới, trong 5 năm tới. Khi mà ông Erdogan nói rằng muốn làm việc với ông Biden 5 năm tới, có nghĩa là ông Erdogan nghĩ là ông Biden sẽ thắng cử. Mà nói về mặt ngoại giao là cái này là cái không được. Anh nói vậy tức là anh vô tình anh ủng hộ ông Biden mà không ủng hộ ông Donald Trump, nếu Donald Trump thắng cái cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà Erdogan này ông không quan tâm nữa, vì ông đang muốn gọi là đốn tim ông Biden. Mà quý vị có biết cái chuyện gì không? Ông Biden từ ngày lên làm tổng thống chưa bao giờ tiếp ông Erdogan trong tòa Bạch Ốc hết. Tiếp nhiều người lắm mà chưa tiếp ông Erdogan, bởi vì ông vẫn coi ông Erdogan là một nhà độc tài tàn bạo bàn tay sắt. Còn ông Trump á, 2019 là từng tiếp ông Erdogan trong tòa Bạch Ốc hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ rồi. Quái lắm đời. Lúc đó mà quý vị biết không, ông Trump tiếp Erdogan là gì? Ngay sau khi ông Erdogan là tấn công Syria, mở cuộc hành quân tấn công Syria, bao nhiêu dân thường bị chết, Trump vẫn mời vào tòa ốc. Nhưng bây giờ chính ông Erdogan đâm sau lưng ông Trump để lấy lòng ông Biden. Còn với ông Putin thì như nãy tôi nói rồi, ông Erdogan thấy ông Putin không còn mạnh nữa. Nhất là thể hiện qua hai cái chuyện. Chuyện thứ nhất là ngày 24 tháng 6, khi mà cái nhóm đánh thuê định nổi dậy, nổi loạn, thì ông Erdogan hoàn toàn im lặng, không lên tiếng ủng hộ ông Putin. Đã đành, nhưng cũng không lên tiếng chỉ trích cái nhóm Wagner luôn. Mặc dù cái nhóm này là có đánh thuê ở bên Syria cho Nga, cũng liên hệ tới một Thổ Nhĩ Kỳ phải không? Ông Putin cảm thấy bị cô đơn. Nhưng mà nặng nề nhất đối với người Nga, cái cú mà tát nặng nhất mà Putin bị tát nặng nhất, đó là trước cái ngày mà họp thượng đỉnh NATO và trước ngày ông Erdogan quay xe. Thì chính ông Erdogan đã thả 5 chỉ huy của binh đoàn Azov của Ukraine. Đây là những người bị bắt trong trận chiến Mariupol, bị Nga bắt. Đáng lý là đem về bên Nga nhốt tù, nhưng
Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm đạt cái thỏa thuận với Nga và Ukraine là không đem về Nga mà đem 5 ông tướng, 5 năm chỉ huy đều không được đem về Ukraine, đương nhiên không là bắt được mà, nhưng đem về ở Thổ Nhĩ Kỳ với điều kiện Nga nói rằng là chừng nào chiến tranh kết thúc thì 5 người này mới được trở về Ukraine. Nhưng thưa quý vị, ngày 8 tháng 7, cái ngày thứ bảy, ông Zelensky bay qua bên Istanbul, ông gặp ông Erdogan, không biết nói sao, Erdogan cho 5 anh này lên máy bay luôn. Đi về với ông Zelensky, ông lên khoe trên mạng. Ông Trump nghe tím mặt luôn, mà đến giờ phút này ông Erdogan không giải thích. Chứng tỏ là biết ông Putin yếu rồi mới chơi sốc hàng như vậy. Tôi nhắc lại, 5 cái người chỉ huy này theo thỏa thuận với Nga là phải ở Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ khi nào cuộc chiến chấm dứt anh mới được trở về đoàn tụ gia đình. Nhưng Erdogan đã cho về trước, đi cùng chuyến bay với ông Zelensky. Và 5 người này bây giờ về gặp lại vợ con gia đình ổn định, đó mai mốt chúng tôi lại ra chỉ huy chiến trường đánh người Nga nữa. Đau không? Các nhà quan sát người ta cho rằng là gì? Cái chuyện mà ông Erdogan quay xe đó là ông Nga cũng biết trước là sớm muộn, bởi vì đây không phải lần đầu tiên và cũng không phải là lần cuối cùng ông Erdogan quay xe. Bởi vì ở cái vị thế như Thổ Nhĩ Kỳ là tôi cứ là đu đưa mới có lợi thôi. Hôm nay tôi chơi này, tôi chửi anh kia, ngoài tôi chơi anh kia, tôi chửi anh này, chuyện bình thường trong quan hệ quốc tế. Ai cũng làm vậy hết. Nhưng mà sở dĩ ông Thổ Nhĩ Kỳ cũng làm được bởi ông có cái lợi thế của ông là ông nằm ngay án ngữ ngay cái biển Hắc Hải cho ông Nga lệ thuộc. Mà NATO cũng cần Thổ Nhĩ Kỳ luôn để chặn Nga ở chỗ đó, cho nên cũng không dám làm gì Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên Thổ Nhĩ Kỳ họ cứ làm. Thành ra người ta bảo đây không phải lần đầu tiên mà ông Erdogan quay xe đâu, ông sẽ còn quay nữa. Nay mai chúng ta sẽ thấy là đến lúc mà quyền lợi ông với lại phương Tây không còn, ông quay xe phương Tây, ông quay về ông chơi lại Putin phải chơi với ông thôi. Nếu Putin còn sống, nếu Putin còn là lãnh đạo. Quý vị thấy không? Đó. Thì qua này nó cho thấy rằng là gì? Ông Erdogan, ông nghĩ đã đến lúc ông phải quay trở lại với phương Tây để xây dựng đất nước của ông. Và đã đến lúc ông thấy là Nga bắt đầu yếu, nhất là qua các cuộc binh biến không thành, chỉ kéo dài 24 tiếng đồng hồ. Và càng ngày Nga càng bị thế giới cô lập. Bây giờ nước duy nhất có thể ủng hộ mạnh mẽ Nga nhất mà không ra mặt đó là Trung Quốc thôi. Nhưng mà Trung Quốc bây giờ cũng đã bị nghe là NATO cạch mặt rồi. Hôm rồi là NATO nói rõ luôn trong tuyên bố chung của mình, Trung Quốc là một thách thức lớn của NATO. Và NATO thậm chí còn đang định mở sang châu Á. Bởi vì vừa rồi đó, ở Lithuania đó, là NATO mời 4 lãnh đạo của 4 nước, đó là Tân Tây Lan, Úc, Nhật và Nam Hàn. Cái anh New Zealand đó là Tân Tây Lan, với lại anh Úc là đồng minh của Mỹ ở Thái Bình Dương. Còn cái anh Nam Hàn với anh Nhật cũng là đồng minh của Mỹ và là kẻ thù của Trung Quốc. Đó, bây giờ NATO là họ tính tới cái chuyện đó. Thành ra tóm lại vấn đề là thưa cái gì? Qua cái chuyện này, NATO đã bợp tai ông Putin một cái. Nhưng mà bợp tai ông Putin, Putin không đau bằng là người bạn Recep Erdogan của mình đâm sau lưng mình. Nhất là qua vụ trả 5 cái tù binh mà chỉ huy của quân đoàn, binh đoàn Azov. Thì rõ ràng thôi. Cho nên trước tôi mới nói với quý vị đó, bây giờ ông Nga nó việc xa lầy vào trong cái Ukraine này, ông có thể sẽ trở thành một Bắc Hàn thứ hai đối với Trung Quốc. Trung Quốc giờ đang ép ông. Rồi bây giờ cái người bạn của ông là Thổ Nhĩ Kỳ cũng quay xe luôn, không chơi với anh nữa, tôi chơi với phương Tây. Tình và tiền, đơn giản là vậy. Bây giờ ông Putin đang rất là cô đơn. Và cái cú mà trả 5 cái người mà tù binh chỉ huy đó là không khác nào ông Putin coi là một sự lừa đảo của ông Erdogan. Và nhiều tin tức cho biết là giới chức cao cấp của Nga rất là phẫn nộ với vụ này. Coi như bị chơi trắng trợn luôn. Còn chuyện Thụy Điển là ok, tôi biết thế nào cũng vô. Nó không phải chuyện tôi, nhưng đây rõ ràng anh hứa với tôi là anh giữ 5 ngày này, cuối cùng anh đưa cho Zelensky. Nhục. Thì đó là câu chuyện đáng quý ông Tuần gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau.